Ôi trời ơi, nhiều tiền quá. Xài, tính ra mới tiết kiệm có mấy tháng thôi mà được nhiều tiền dữ ta. Trời ơi, sao nhiều tiền dữ vậy? Hả gì? Nhìn gì tiền người ta mà nhìn gì? Cái này nha là tiền tiết kiệm từ hồi Tết đến giờ của tôi á, nè tiền lì xì nè, với lại là mấy cái tiền mà tôi đi quay quảng cáo được kiểu á có đó. Hơi bị xì. Cho tôi đi. Ủa tao lao cái gì tiền cho tôi đi là sao? Tiền của tôi mà. Ông nghe hả? Tiền của tôi cũng là tiền của tôi, mà tiền của ông cũng là tiền của tôi. Ông nghe chưa? Ủa cái gì, cái câu gì vô duyên vậy? Tao lao. Hợp lý mà. Nè, bình thường nha, tiền lương của tôi là tôi đã đưa cho Sam rồi, còn cái này là tiền tiết kiệm của tôi cho nên là Sam không được đụng vào. Ok. Trời ơi, gì đâu keo kiệt với sợ luôn à. Keo kiệt gì mà keo kiệt? Mà làm gì cần tiền dữ vậy? Trời ơi, tôi đang dùng tiền để mua cái váy màu hồng siêu đáng yêu, là thấy không? Đó. Cái váy màu hồng gì đâu mà nhìn nó bánh bèo dễ sợ. Nhưng mà sao mặc chắc là đẹp lắm nha. Ồ, nè đúng luôn á, đẹp dễ sợ luôn này nè. Trời ơi, là tôi cần rất nhiều tiền. Bây giờ sao ta? Bây giờ Sam mặc cái váy thì đẹp, nhưng mà tôi cho Sam á thì lại mất hết tiền tiết kiệm của tôi. Thôi bây giờ thế này đi, bây giờ tôi nói Sam này nha, để mà Sammy muốn có tiền mua váy á, thì bây giờ tôi có một cái thử thách này dành cho Sam, đó chính là bây giờ á, tôi có một cái trò chơi thế này. Nếu như mà Sam chơi chiến thắng được cái trò chơi của tôi á, thì một màn thắng tôi sẽ cho Sam 500k, hai màn thắng là 1 triệu, wow, ba màn thắng là 1,5 triệu. Trời ơi, gì mà chơi dễ vậy, chơi thắng một màn 500k, đúng hai rồi, màn lần chịu rồi, vậy đúng là rồi, cũng đủ tiền tại rồi. Tại vì thà là bây giờ không mất tiền nhưng mà không có video hay cho bạn xem, đúng không? Đó, làm video cho bạn xem rồi, ok, vô với mọi bạn, ok không? Ok. Rồi, vô. Rồi, xin giới thiệu với Sam, đây chính là một cái tựa game mà từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ chơi cái game nào cay bằng cái game này hết. Và ngày hôm nay tôi muốn thử sức chịu đựng của Sam, bây giờ Sam hãy chơi thử cái game này. Nếu như Sam thắng được level 1 thì Sam sẽ được 500k, thắng được level 2 được 1 triệu, thắng được level 3 được 1,5 triệu. Ê, dễ quá ta, 2 triệu là tôi mua được bộ váy rồi. Đúng rồi, bây giờ là Sammy mà chơi thắng là được, hiểu không? Chơi không? Nhưng mà với điều kiện là không được cay, hiểu không? Không được cay. Sao sao? Cay hả? Thôi rồi, ok, chơi luôn sợ gì. Ok, rồi, vô. Rồi, màn đầu tiên nè Sam. Đó, thì cái này nó chơi giống như là Mario vậy đó, Sam hiểu không? Giống Mario vậy đó. Ôi. Là Sam sẽ nhảy qua mấy con này, Sam vượt thử thách. Đây là mèo Mario đúng không? Dễ đúng rồi. Nè, tôi đạp mấy con này luôn, khó chịu, để tôi đạp. Đó, ok. Dễ không? Đó, cái game này là mình ăn cái này, mình ăn cây nấm á, cái đó cây nấm á Sam. Không, đâu phải cây nấm không? Cây nấm á, ăn đi. Đâu, để xem coi. Cái nấm gì mặt nhìn dữ vậy? Cây nấm mà, ăn đi. Không vui à? Không vui thôi, xin lỗi. Lại nha. Để coi. Cái này là Sam tự nha, Sam tự té nha, không phải vô phong nha, không phải vô phong. Trời ơi. Thôi cái này mình chắc phải cần đạp đi, không đạp nó cũng thắng mà, đó thấy chưa? Rồi, đi qua luôn đi cho nó nhanh. Đi qua. Trời ơi, Sam nghĩ rằng là cái game này nó dễ thắng vậy hả Sam? Ý là sao quá, vậy sao Sam nhìn nè, hồi nãy trước khi cho Sam chơi là Phong chơi thử, Phong chết 26 lần. 26 lần luôn rồi, gì dữ vậy, không có nổi. Từ, tôi nghi là mấy cái cục này có gì đó. Từ. Có gì đâu. Có tiền. Ủa, cái này sao quá? Vũ nữa hả? Khôn chưa? Khôn. Bên này cũng y chang, bên này cũng y chang. Chắc chưa, có không? Ủa? Không có đâu. Không có hả? Không có, không okay. Không có con gì bay ở đâu, yên tâm. Rồi. Dễ rồi. Tiếp okay. Đi, qua luôn, nhảy qua luôn. Cây chưa? Cái gì vậy trời? Cây ơi, chưa. Cái game gì mà sao nó đẻ đồi kỳ vậy? Trời ơi, đó, từ nãy giờ chưa thắng được nổi màn 1, sao trời có 500k ơi. Đây trời ơi. Cái game này nó bị gì rồi? Sammy gọi là kỳ này, rồi thua nữa. Rồi, tiếp đi. Nói chung là từ nãy giờ tôi thấy là vừa có video cho bạn xem mà tôi còn vừa không mất tiền nữa. Tại vì chắc gì Sammy thắng được đúng không các bạn? Nhớ luôn ta. Rồi bây giờ sao nữa nè, nhảy qua nè, dính thêm cục nữa nè. Vậy đâu hù thôi nhảy trên cho an toàn. À, nhảy trên cho an toàn hả? Nhìn nó không an toàn miếng nào hết trơn. Từ từ mình thử nhảy qua đây coi. Trời ơi, đi điên rồi. Điên cái gì, do Sam chơi dở thôi. Trời dở ơi. Dở gì game chơi kỳ cục cái gì? Chơi lại từ đâu? Rồi, ok. Rồi, mày đó. Dân bờ gồ. Dân bờ gồ sao nè, coi chừng quên nha, coi chừng quên đó nha. Quên gì trời, quên cái gì mà quên. Rồi sao nè, né đi. Đúng đạp rồi, hay quá. Từ, cái này là có cái... cái gì vậy? Nó sao đi được nào, nó cũng có cái chôn kiểu như vậy.
Trò này mà không có cái não là không chơi được các bạn ơi. Trò này phải có cái não nha. Coi chừng nha, coi chừng gọi là chơi hết video mà mãi không qua màn là không ê, có qua tiền đâu đó. Qua màn thôi chắc là tôi cũng cần tiền một màn thôi đó mấy bạn. Thôi luôn, khó quá. Ok, rồi rồi, qua luôn. Chờ chi, qua luôn. Cái chân nó sập. Sao biết cái chân nó sập mà vẫn qua kiểu gì vậy? Ok, không sao, Phong tin Sam làm được. Phong hết tin Sam rồi. Tôi đang bực mà tôi chơi trò này tôi muốn như gọi là đấm không cận luôn á. Thôi xin lỗi mà. Trời ơi. Tôi biết là hôm nay Sam buồn cho nên tôi mới rủ Sam chơi game này cho nó vui á. Vui chưa? Vui. Rồi đây. Tiếp, đoạn tiếp theo này là gì? Này là bị nó sập xuống đúng không? Sập. Đúng rồi. Sập. Hay quá, biết sập. Luôn ta. Oh, hay quá. Ê này nó sập vậy? Sập không? Không sập. Tôi nghĩ là có cái cục gì đó. Oh, vậy qua. Hết hồn luôn á. Rồi. Ủa cái đất kìa, cái đất kìa. Ủa cái lá cờ là gì ta, cái lá cờ là gì ta? Đất đúng không? Không biết nữa. Yeah. Ui ăn lá cờ rồi, lưu điểm hồi sinh. À. Lưu điểm hồi sinh. À. Thật. Ok. Có vẻ là thấy ổn rồi đó, từ nãy thấy Sam chơi có vẻ là ổn rồi đó. Đó phải canh coi lỡ. Canh nè, rồi nhảy qua nè. U. Đó. Wow. Thấy chưa, bắt đầu sình rồi đó. Từ rồi. Sao nó có cái trụ này, nó tròn đúng không? Tròn gì? Gì vậy? Ủa. Rồi xong, tôi hiểu rồi. Rồi sao? Nó cho lên. Không biết mà. Chôn Việt Nam. Chôn Việt Nam. Vậy là không được nhảy xuống dưới đó. Đúng vậy, không được nhảy xuống dưới đó. May á, may là có lưu điểm hồi sinh lắm. Thôi chơi từ đầu nữa, chắc đúng Sammy rồi. Gọi là chắc trầm cảm luôn á. Sammy xỉu luôn. Cái này không có gì đúng không? Này không có gì không hết có gì. Okay. Ok, đừng nhảy xuống. Không có đi xuống nha, đi xuống dưới là sẽ bị gọi là dính ở dưới đó. Rồi, vậy mình phải nhảy qua đây luôn. Chôn được Sam rồi, chôn được Sam rồi. Vui quá. Mỗi lần tôi chôn bạn gái tôi vui quá ta. Nhớ chưa, nhớ đường chưa? Sắp khùng rồi mấy bạn ơi, sắp bị khùng rồi. Khùng cái gì, có xíu vậy thôi, sao khùng được. Từ, nó chôn ra đúng không, nó chôn đây nè, đó. Nhìn nhảy lên đây, ủa sao nhảy được, đó, ok. Nó có chôn trên này không trời. Rồi quá luôn, hay quá. Cái đám mây nó nghi ngờ giống như. Ôi. Tôi không tin luôn, tôi cũng bất ngờ luôn, không tin đám mây cũng bị luôn á. Rồi chơi lại tiếp. Thôi không sao mà. Kinshana. Tinh. Rồi, vậy là không được đạp đám mây bạn ơi. Đúng rồi, không được đụng vô đám mây nha. Đây, mình sẽ đạp mấy con này thôi. Kinshana. Trời ơi, đạp mấy con này nó tưng lên. Trong cái trò chơi này không được tin này. Kinshana. Không sao đâu mấy bạn à. Mấy bạn xem video á, tiếng cười của mấy bạn chính là nỗi đau của Sammy. Cái game này nó có bao nhiêu cái bẫy vậy? Tôi nói thật luôn á, nó nhiều bẫy chứ vậy? Nhiều bẫy chứ. Trời ơi, game này là chơi là kiểu là chỉ có cây thôi, hiểu không? Game này là không dành cho những người gọi là nóng nảy vậy. Đúng rồi. Hồi trước Phong chơi Phong gọi là xem nó đập cái máy tính. Đập máy tính ở trên livestream không à. Cái gì đó vậy trời. Đến cái đoạn á sẽ có mấy con bọ rơi xuống dưới. Con bọ với là cái cục cho nó bắn kìa. Ôi. Khó chưa, hay khó chưa. Cái game gì quỷ gì trời ơi. Quỷ gì trời ơi, cho Sam chơi dở đó. Sam phải cố lên rồi, từ từ nha, lên từ từ thôi. Từng bục thôi, khi nào có con nào nó rơi xuống là chạy liền nha. Lên từng bục thôi. Rồi qua luôn. Ở đây có một cái tên lửa, có tên lửa thôi nhé, tên lửa. Né nha. Ủa sao? Hay quá. Rồi sao nữa? Vậy qua. Win chưa? Thắng rồi. Không sao đâu. Không sao cả. Kinshana nè, coi nè, có hướng dẫn nè. Đây nó sẽ hướng dẫn mình nè. Rồi chúng ta sẽ nhảy qua bên đó luôn. Rồi sau đó mới đụng vô lá cờ. Rồi sau đó mới đi. Là phải lừa. À ok, hiểu chưa? Rồi. Nhảy qua đây luôn xong rồi. Ôi, ok, né con kia rồi. Ok, tiếp. Tôi tức quá mà các bạn. Có gì đâu mà tức nè. Rồi canh nha, chuẩn bị né cái tên lửa nè. Ui. Đó, hay rồi. Rồi nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ. Nãy coi hướng dẫn nhớ hay đúng không? Nhớ. Ừ. Nhảy qua nè. Sam ơi là Sam. Quá buồn luôn. Rồi, ok. Nha qua luôn. Chuẩn bị nha Sam ơi. Qua luôn. Không có qua luôn. Quay lại lấy cái cờ đã. Rồi. Qua luôn. Rồi qua được rồi đó. Vâng. Quá hoàng rồi. 500k. Xin chúc mừng Sammy vì đã được 500k của chúng ta. Yeah. 500k okay. Đủ mua cái váy chưa? Sắp rồi, còn 500k nữa. Chịu luôn hả? Chịu mấy lần. Ôi vậy chơi thêm trận nữa đi. Rồi, trận này chắc cũng không khó lắm đâu. Đúng rồi, trận này không khó lắm đâu. Trận trước mình chơi được mà. Rồi, tiếp nè. Đập cục này là nó hư nữa, chết nè. Đó. Cái cục này là nó gọi là có con virus hay gì đằng sau á. Rồi đi qua luôn. Chui vô cái ống hay sao á. Ui gì vậy? Đi, theo đi. Đợi chứ, cái cục này đạp chết không, chứ. Mình ăn được hay sao á? Không ăn được đâu. Ăn được.
Ờ mình không ăn được. Ê xin lỗi. Quấn lòng ghê luôn á, không nghe lời. Xin lỗi sao, xin lỗi sao, xin lỗi sao. Hình như là chui vô cái ống luôn á, chứ không phải đi qua đâu. Chui vô cái ống luôn. Đây đâu. Thấy không? Không biết mà. Ủa sao cái ống bay đâu rồi? Ủa. À nó đưa mình đi qua màn tiếp theo à. Ủa, sao vẫn thua vậy? Ông Phong không biết. Vô đai kìa. Ủa là sao ta? Hình như là Phong nghĩ là mình phải nhảy từ cái đoạn này nhảy qua luôn á. Hiểu không? Chứ đừng có lại gần cái ống, hiểu không? Rồi nhảy qua luôn. Hay là hình như nó có cái pháo. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Rồi, may quá. Rồi nhảy qua luôn. Qua luôn. Ủa? À, chui vô cái ống, chui vô cái ống. À, giống Mario thì phải chui vô cái ống. Rồi, màn tiếp theo. Ủa, sao mới vô thua luôn rồi? Như làm gì hết trơn luôn á. À, yeah, sao phải di chuyển liền, sao phải di chuyển liền. Rồi, màn tiếp theo, di chuyển luôn. Di chuyển luôn. Rồi, ok, rồi đó. Rồi. Ôi, hồi nãy màn tiếp theo này là mình xuống dưới hang. Nãy giờ là tôi thấy tôi chơi dữ quá. Nên bây giờ tôi sẽ vừa chơi vừa cười cho dễ thương. À rồi ok, vừa chơi vừa cười. Còn Phong thì bây giờ là Phong không chơi cho nên Phong sẽ nhịn cười. Ok. Rồi. Ha 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 ha. Hay quá, nhảy qua được luôn, ghê ta. À! Ui, trời. Có thêm đâu một ra, con. Không có nổi gì. Thêm một con bên dưới nữa. Trời ơi. Đúng là đúng là không bao giờ đoán trước được cái trò này sẽ cho mình làm cái gì luôn á. Đúng rồi, game này là nó kiểu nhiều bất ngờ lắm mấy bạn. Oh. Rồi cố lên Sam ơi. Tôi kêu thằng con. Đúng rồi. Ủa? Kêu luôn à? Được. Giết luôn. Ok rồi. Con này là phải từ từ nha. Từ này là đó rồi rồi. Con này vua không có đạp ở đâu được không? Tôi nghĩ không được đâu. Không được vậy mình nhảy qua luôn đi. Rồi mình chạy, đúng mình rồi. Chạy, nhảy qua luôn. Đó, hay quá. Chạy. Rồi. Chứ không còn gì đâu, qua luôn. Đừng tin điều này. Thì ra là có, nó lên. Sam tức quá, Sam bò luôn rồi. Sam ơi bình tĩnh đi. Tức luôn rồi bạn ơi. Bình tĩnh đi mà. Kinshana. Không sao, tiếp. Uống miếng nước cho, Trời ơi, Sam bị tức quá, Sam bị ho luôn bạn ơi. Trời. Rồi ok, tiếp nè. Thôi, Sam bình tĩnh nha, Sam đừng có đập PC của Phong nha. Không, tôi đâu đập PC đâu. Tôi đập ông cho đỡ. Ok. Rồi, bây giờ là ở trên đầu của cục gạch rồi. Nè, nhớ nha. Rồi đạp lên cục gạch là nó sẽ sập nè, nhớ nha. Rồi. Ok, canh. Trời ơi, có thêm cái đám mây phía trên nữa. Ê, cái gì vậy? À, không được cọc. Cười lên. Rồi. Chơi đi. Tôi ngồi kế bên tôi xem thôi. Tôi ngồi tới cái kế bên tôi xem mà tôi cũng áp lực luôn rồi. Chơi. Rồi không sao cả, vì chiếc váy của chúng ta chỉ còn 500k thôi là được rồi Sam. Cố gắng thêm màn này thôi, hiểu không? Rồi làm lại nha. Giờ là không có nhảy qua liền nè, bây giờ là bây giờ đạp lên cục đó, đạp xong lên cục lui đó. Lại. Lùi lại đúng rồi, rồi bây giờ mới nhảy qua nè. Nhảy qua. Đó. Ui. Cái gì vậy? Con gì cậu? Cậu còn hả? Giờ sao? Thử lại lần nữa coi. Ủa hết rồi. Rồi mày quá. Ôi nó có hai con. Nó có hai con. Trời ơi giật hết cả mình luôn mấy ba ơi. Trời ơi là trời, sợ thiệt sự. Rồi tôi lại sợ nó lừa. Không có đâu, đoạn này không có lừa đâu, qua luôn đi. Ê, cái kia nó sập xuống nha, cái kia nó sập xuống nha. Chắc là sao Sam biết mà Sam vẫn bị trúng vậy sao? Trời ơi, sập ba cái nha, nhìn nha. Rồi. Trời ơi, hay quá Sam ơi. Rồi, hay quá. Hay quá. Nó lừa như mình nhiều. Đấy chưa, nó lừa mình nhiều quá. Sam ơi. Biết đây. Sammy đỉnh quá. Đó, làm sao nó khôn bằng tôi được. Đúng rồi, Sammy quá đỉnh luôn. Sao khôn bằng tôi được. Cái gì vậy? Mới sao hả? Ăn được không? Ăn đi. Ủa? Không ăn được. Trời ơi. Ôi trời, đừng ngang gì trong này á. Chạy. Ok. Rồi, quá. Rồi. Giờ là không được ăn ngôi sao nha. Đúng rồi, vậy là cho cái ngôi sao á, cho con kia ăn hay sao á. Ê, còn hai cục kia kìa, đụng luôn đi. Đó, đồng xu với cái gì kìa. Ủa, cái nấm. Từ. Cái nấm là mình ăn được nha. Trời ơi, nó rơi dưới luôn. Hay. Nó sập xuống dưới luôn. Hay. Vậy là cái đó là mình phải làm vậy đúng không? Ừ. Hết hay rồi. Ủa vậy sao quá? Lần này để Phong giúp Sam. Cái này là tôi giúp Sam mấy bạn, tôi làm lần thôi nha các bạn. Rồi. Nói chung là mấy bạn cũng đừng bất ngờ quá, tại vì là tôi đã từng chơi game này rồi cho nên là kỹ năng của tôi nó rất là đỉnh, các bạn hiểu không? Cho nên là các bạn yên tâm. Đó, lên đây nè. Ghê lắm hả? Đúng rồi, tôi chơi hơi bị ghê đó, đụng vô cục này, hiểu không? Sau đó mình sẽ qua đây, mình đụng vô cục này cho cây nấm này nè nó rơi xuống dưới, không? Nó trúng con này nó sập xuống dưới. Đó, sau mình sẽ đứng bên này nè, mình không có nên đứng trên đây. Mình nên đứng dưới đây thôi, hiểu không? Mình canh cái hướng gió nó nè. 180 độ C về phía bắc, 26 độ C về phía nam. Ok. Nhảy. Sao tôi không thấy đường nữa sao ơi? Tự nhiên tôi hết thấy đường rồi. Để tôi đấm trong nhìn thấy đường nha. Trời ơi, đau cái đầu với cái game này quá. Trời. Tôi nói rồi, bây giờ tôi mệt. Hả? Chơi hoài, thua hoài, mệt chơi mà chết 57 mạng kìa. Thôi,
Bây giờ tôi đưa tôi 500k được rồi. Đây là tính tiền đây. Ơi, bây giờ còn thêm một màn nữa thôi là được 1 triệu thì được cái váy rồi. Cố lên. Ôi, tôi chơi không nổi, chịu rồi. Game đâu mà chôn Việt Nam có ai chơi nổi. Ok, thôi được rồi, bây giờ như thế này đi. Nếu mà Sam đã nói vậy rồi thì bây giờ tôi sẽ chuyển khoản qua cho Sam 500k. Ok, giờ mình không có tiền mặt cho mình chuyển khoản nha bạn. Nhưng mà bây giờ là Sammy có muốn sẽ thử thách thêm lại lần sau. Ví dụ như mà video này đạt được tầm 2.000 like đi. 2.000 thì Sammy sẽ chơi màn thứ hai cho mấy bạn xem, đúng không? Trời ơi, không biết chơi nổi không nha. Nhưng mà cố gắng thôi. Rồi, ok. Mà video 2k like tôi mới chơi, còn không là tôi 2k like đúng không? Rồi rồi. Mấy bạn nhớ cho 2k like để cho Sammy chơi lại game này nha bạn. Ok rồi. Thôi giờ chuyển khoản cho Sam 500k nha. Vậy là mình sẽ có 500k của Phong cận, mình sẽ mua được cái váy của mình, váy màu hồng nha bạn. Váy công chúa màu hồng, sau đó mình sẽ đi chơi mang cái váy đúng đó. Rồi, đúng wow, rồi. Tất rồi. Quá. À, bây giờ Phong sẽ trao Sam 500k của Sam. Ủa tiền đâu? Nè tiền nè. Đó, cái này là cái hình mà Phong cả. Hello team, hello team.